có người ra bán khẩu súng giống như vậy và đề nghị anh Dự là chuyển tiền cho bị cáo, đưa tiền cho bị cáo, thì anh Dự tổng số để thực hiện việc lấy chùa lại cái súng. Áo khoác bên trái của bị cáo Phương thì có một viên rơi xuống đường. Người trước cho bị cáo là 14 triệu đồng.